Hello anh em, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024. Như vậy thì đã kết thúc 2 tháng đầu tiên của năm 2024 và mình muốn làm cái video này để mà tổng hợp lại những cái airdrop mình đã nhận trong 2 tháng đầu năm của năm 2024 ha. Thì trước đó cách đây 2 tháng mình đã làm một cái video là tổng hợp cái airdrop mình đã nhận trong nguyên một cái năm 2023. Thì cái thời điểm mình làm video cái giá trị của những airdrop lúc đó khoảng 9.000 đô và bây giờ mình xem lại cùng cái portfolio đó ha, airdrop 2023 của mình nè. Giá trị của nó là khoảng tầm 26.989 đô thì mình làm tròn 27.000 đô đi. 27.000 đô nhân với cái giá là USDT ở trên Binance P2P hiện tại đi ha là 25.600, mình thử nhân coi. Nhân 25.500 thôi. Thì nó tương đương với khoảng là 688 triệu 500 nghìn là tổng cái giá trị Aerobe mình nhận được trong năm 2023 ha. Bây giờ chuyển qua 2 tháng đầu tiên của năm 2024 như thế nào. À, nếu như anh em chưa xem thì có thể lên kênh của mình và xem lại cái video đó ha, để biết cách là lên trên cái trang là cryptocurrency.market và search tới cái portfolio là Aerobe 2023. Tiếp theo mình sẽ nói về cái danh mục Aerobe năm 2024. Đầu tiên mình nói một tí về cái trang cryptocurrency.market này, thì hiện tại cái thời điểm mình làm video này á, cái tính năng search của nó đang bị lỗi gì đó ha. Mặc dù mình để cái danh mục này là công khai rồi nhưng mà search ở trên cái public portfolio thì không tìm kiếm ra được, nên mình phải login vào và sau cho anh em xem trực tiếp ở trên cái dashboard của mình luôn ha. Rồi thì đây là cái danh mục Aerobe năm 2024 và kéo xuống dưới ha. Hiện tại chỉ mới có 6 cái Aerobe lớn mình nhận từ trong 2024 tháng 1 và tháng 2, đó là Whale cũng không lớn lắm ha, giá trị có 80 đô, Manta, Anlayer, Dimension, Jupiter và Starknet. Thì tổng cái giá trị của 6 Aerobe tới thời điểm hiện tại đó là 6.975 đô và mình nhân với cái giá P2P hiện tại nha, thì xem coi tính ra tiền Việt Nam đồng xem nó bao nhiêu. Nhân với 25.500 thì giá trị của nó khoảng là 177 triệu 800 nghìn trong vòng 2 tháng đầu năm của 2024 ha. Thì đó là cái phần đầu tiên mình tổng hợp lại những cái Aerobe đã nhận, nó có xứng đáng với cái thời gian bỏ ra hay không, nó có xứng đáng với những công sức của anh em bỏ ra hay không, của mình bỏ ra hay không, thì tùy mọi người thôi. Với cá nhân mình thì mình hoàn toàn happy với cái con số này. Phần thứ hai thì mình sẽ nói về những cái dự án Aerobe tiềm năng mà mình đang chờ đợi hoặc là mình đang tiếp tục farm, tiếp tục làm những cái dự án đó ha. Đầu tiên thì mình đang chờ Aerobe Wormhole. Wormhole là một cái dự án cá nhân mình đánh giá nó cực kỳ tiềm năng. Anh em có thể xem giá của cái hợp đồng tương lai của Wormhole ở trên trang là Hyperliquid. Với giá của một token Wormhole W là 1,79 đô la thì Wormhole tổng cung của nó là 10 tỷ đô. Với cái giá này thì định giá của nó hiện tại là khoảng 17 tỷ đô la ha. Và với vốn hóa là 17 tỷ đô la thì Wormhole hoàn toàn là có thể lọt vào, để mình xem coi. 17 tỷ đô la hoàn toàn có thể lọt vào top 10 được ha, của tổng vốn hóa của cả thị trường crypto. Đây là một cái dự án rất là tiềm năng và nếu như nó lọt vào top 10, top 20 thì với mình cũng không có gì là ngạc nhiên cả ha. Dự án làm về cross chain. Rồi tiếp tục là những cái dự án ở trong tháng 4 đã công bố là sẽ ra token và khả năng là sẽ có airdrop ha. Thì đầu tiên là thằng Pack, một cái dự án làm về bất động sản của trên hệ sinh thái là Solana. Tiếp theo là Etherfi, một cái dự án làm về liquid staking, và Magpie là một cái sàn dex, cross chain dex. Thì hiện tại anh em vẫn có thể tiếp tục làm ba cái dự án này để mà kiếm thêm điểm. Thì farm những cái dự án Aerobe này như thế nào á, sau cái video này thì mình sẽ nhắn tin những cái thông tin cụ thể vào cái channel Aerobe mà mình để bên dưới mô tả của cái video này luôn. Nếu như anh em chưa vào thì có thể vào và tìm hiểu tham khảo thêm ha. Và mình sẽ tiếp tục farm những cái dự án tiềm năng mà cá nhân mình đánh giá là trong quý 2, quý 3 hoặc là trong năm 2024 này sẽ ra Aerobe ha. Những dự án mình đánh giá nó là top, đó là Layer Zero. Một cái dự án mà mình định giá nó còn cao hơn cả Wormhole. Và việc mà Layer Zero ra token á, lọt vào top 10, top 20 thì cũng không có gì là bất ngờ ha. Tiếp theo thì zkSync, đó là một layer 2 ha. zk Bridge là một cái dự án cũng làm về cross chain được Binance Labs đầu tư. Scroll, Linear là hai cái layer 2 mà mình cũng đang tiếp tục tăng volume, tăng những cái giao dịch ở trên này. Những cái cầu thì mình cũng đang farm là Burger của Socket nè, Jumper của LeFi và Orbiter và một vài những cái cây cầu khác như là Auto. Thì nếu nó nhiều quá anh em yên tâm ha, sau cái video này mình sẽ gửi thông tin hết vào trong cái channel đó cho anh em tổng hợp lại. Yên tâm. Những cái deck mình đang tiếp tục farm đó là Odos, Matcha, Oku, Bebop. Có những cái tip á, mà mình có thể farm một lúc được 2 đến 3 dự án được, nó tiết kiệm cho mình cái chi phí, thì mình cũng sẽ chia sẻ cái này ha. Rồi và những cái sàn PEP, những cái sàn mà giao dịch hợp đồng tương lai á, là Hyperliquid nè, cái sàn mà mình vừa mới show cho anh em á. Đây là một cái sàn mà có cái volume rất là lớn rồi, để mình cho anh em xem.
anh em lên Defy Llama ha, kéo xuống dưới nè, cái phần volume chọn vào derivatives. Rồi thằng Evo này thì cũng là một dự án chuẩn bị có Aerob, nhưng mà cá nhân mình thì mình bỏ qua dự án này vì thực tế thì mình không đủ nguồn lực, không đủ thời gian, không đủ vốn để mà làm quá nhiều dự án ha. Hyperliquid là cái mình vừa nói đây, cái volume giao dịch trong vòng 24 giờ nó là 1,7 tỷ. Trước đó thì nó luôn luôn đứng thứ nhì sau DYDX. DYDX là một cái dự án mà mình được Aerob hơn 13.000 đô, là hơn 300 triệu. Satori, rồi Orderly và còn rất là nhiều ha. Mà nếu mà mình viết ở đây thì nó là nhiều lắm, không thể viết hết được. Thì đó là cái phần thứ hai trong cái video này, đó là những cái dự án Aerob tiềm năng mình đang chờ hoặc là mình đang tiếp tục cày, tiếp tục farm ha. Phần tiếp theo trong video này là những cái câu hỏi thường gặp mà anh em hay hỏi mình trong quá trình mà anh em làm Aerob hoặc là anh em muốn làm Aerob ha. Thì nhiều anh em hỏi mình câu này nhất, đó là có còn nhiều dự án để làm hay không. Thì mình vừa mới show cho anh em ở trên á, mình luôn luôn trả lời đó là chỉ sợ anh em không có thời gian để mà làm thôi, chứ những cái dự án, những cái nhiệm vụ của nó không bao giờ thiếu ha, rất rất là nhiều. Tiếp theo thì có cần nhiều vốn để làm hay không, đây cũng là một câu hỏi mình nhận rất là nhiều ha. Thì câu trả lời của mình đó là có những dự án á, anh em cần vốn, cần nhiều vốn. Có những dự án á, thì cần rất là ít vốn, và có những dự án là free. Những dự án cần nhiều vốn là những dự án mà nó tính theo POI, chẳng hạn tính theo volume mà anh em deposit vào, như là những dự án restaking của Eisenlayer nè, Etherfi nè. Có những dự án thì anh em cần ít vốn, mình lấy ví dụ như là anh em chỉ cần stake một tier, lúc đó mình chia sẻ cho anh em trong nhóm, lúc đó giá tier khoảng 10 đô và anh em nhận được Aerob Dim khoảng tầm 1.500 đô dimension ha. Và có những dự án là free, anh em không cần bỏ vốn nữa. Thì như anh em thấy đây, ở trong cái cộng đồng Live Việt Nam Alpha Aerob Research của mình thì mình đã tổng hợp lại rất là nhiều những cái kiểu dự án ha. Ví dụ như là những cái dự án chỉ cần điểm danh mỗi ngày nè, không có bỏ vốn, không có gì cả. Những dự án về trade, hợp đồng tương lai mình cũng để ở đây. Những cây cầu, rồi những cái sàn DEX. Những cái dự án testnet nè, testnet thì anh em không có phải bỏ vốn ha. Stake và restaking mình cũng sẽ tổng hợp lại. Những dự án mà add liquidity, add pool. Những cái dự án mà anh em chỉ cần đăng ký và chờ đợi thôi. Anh em nên nhớ là Arkham là một cái dự án năm 2023. Và mình cho anh em xem chart của dự án Arkham này luôn ha. Mình nhận được hơn 4.000 token Arkham chỉ với việc là đăng ký tài khoản thôi. Và 4.000 token tới thời điểm hiện tại nó có giá trị là hơn 10.000 đô la. Đây cũng là một cái Aerob mà có giá trị lớn nhất mình nhận trong 2023 tới thì hiện tại là khoảng tầm 300 triệu Việt Nam đồng đó. Thì ngoài ra thì mình chia sẻ những cái tip dành cho những anh em nằm trong cái cộng đồng Live Việt Nam Alpha Aerob Research của mình. Thì đó là cái câu trả lời cho cái câu hỏi là anh em có cần nhiều vốn để làm hay không. Thì anh em có ít vốn thì làm những dự án mà ít vốn hoặc là free, anh em có số vốn nhỏ thì làm những dự án cần ít vốn, và anh em có số vốn lớn thì anh em có thể làm trải đều hết. Rồi cái câu thứ ba là cần nhiều thời gian để làm hay không. Thì trong team của mình nó có những anh em đi vẫn đi làm công việc 8 tiếng một ngày ha. Có thể anh em làm tới 10, 12 tiếng và tối về thì anh em vẫn dành thời gian ra để cày Aerob. Và với cá nhân mình đánh giá là anh em chỉ cần khoảng từ trên 2 tiếng một ngày là đẹp ha. Và câu thứ tư thì cũng nhiều anh em hỏi mình, đó là những người mới, mình là người mới và chưa từng làm Aerob, chưa biết cái gì hết thì có thể làm được hay không. Với cá nhân của mình thì mình đánh giá là rất là rủi ro ha. Cái tỷ lệ mà anh em bị hack nè, bị lừa đảo nè, bị click vào những cái mã độc, những cái đường link mà nó lấy hết tài sản của anh em á, cái rủi ro nó lớn hơn rất là nhiều so với cái việc mà anh em nhận lại được Aerob. Chưa kể là cái việc anh em phải chờ đợi rất là lâu mới có được Aerob. Thì anh em là người mới hoàn toàn á, mình lời khuyên của mình thì anh em không nên ha. Ít nhất thì anh em cũng phải biết những cái thao tác cơ bản như là sử dụng những cái ví nóng như thế nào, swap, bridge, staking, add liquidity, rồi chuyển tiền giữa những cái layer 2 khác nhau. Lúc đó anh em mới có thể làm được Aerob ha. Ngoài ra thì anh em phải biết những cái nền tảng như là Layer 3 để mà làm nhiệm vụ nè, thằng Gales nè cũng để làm nhiệm vụ nè, và rất là nhiều những cái nền tảng khác. Thì anh em là người mới hoàn toàn á, lời khuyên của mình là rất là rủi ro, anh em không nên tham gia. Mình không có bán lương tâm, mình không có cần tiền đến cái mức mà mình đưa anh em vào cái con đường mà anh em mất hết tiền ha. Như anh em thấy đó, chỉ trong 2 tháng đầu tiên thôi, tổng cái giá trị Aerob của mình nhận được là tới gần 180 triệu. Với cái mức sinh hoạt ở Việt Nam và với cái lối sống giản dị của mình sống rất là đơn giản ha, thì nó rất là thoải mái với cuộc sống của mình rồi. Ở số 5 mà mình chưa bổ sung vào trong cái slide này, đó là nó liên quan tới ví thôi. Thì giá trị của Aerob này tính trên bao nhiêu ví, người mới thì nên làm bao nhiêu ví, cá nhân mình đang làm bao nhiêu ví, và với những người mới tham gia Aerob thì nên làm bao nhiêu ví. Thì cái câu trả lời cho anh em đó là những cái Aerob mà mình làm danh mục công khai 2023, 2024 này đều được tính ở trên là một ví. Cái thứ hai thì anh em hỏi là cá nhân mình á, thì mình làm bao nhiêu ví, thì mình cái đó mình không trả lời cho anh em được ha. Anh em chỉ cần biết đây là cái giá trị Aerob mà mình tổng hợp ở trên một ví. Rồi anh em có cần phải làm nhiều ví hay không, thì câu trả lời đó, anh em nhìn cái giá trị ở đây nè, hoàn toàn mình làm cho một ví, và anh em thấy được là
tùy anh em thôi. Nếu như anh em thấy cái 6.900 đô này trong vòng 2 tháng đầu tiên nó ít, nó vẫn chưa đủ với anh em, thì anh em có thể làm nhiều ví hơn. Anh em cảm thấy là nó đủ rồi thì anh em làm một ví thôi. Cái này tùy số vốn mọi người, tùy thời gian mọi người ha, không có câu trả lời. Một cái nữa liên quan tới ví đó là làm một ví có được hay không, thì lại quay lại đó, đây là tổng hợp trên một ví nè. Anh em hoàn toàn có thể làm một ví và vẫn có thể tạo ra số tiền nhận được airdrop thay đổi cuộc sống ha. Đó là những câu hỏi liên quan tới phần ví. Rồi thì đó là cái phần thứ ba trong cái video này. Ngoài ra thì có em mà muốn tìm hiểu về Aerobe á, thì có thể lên blog của mình là livingnam.com, đọc những một số bài như là có cái checklist những cái dự án mà mình để ra ở đây nè, cũng chưa cập nhật, để mà khi nào rảnh thì mình cập nhật thêm ha. Một cái bài rất là hay mình khuyên anh em đọc đó là 10 kinh nghiệm sau 4 năm cày Aerobe của mình. Đây là một cái bài mà nó có cái giá trị tới bây giờ, nó vẫn còn giá trị trong 10 kinh nghiệm này ha, rất là đáng để đọc. Hai bài học lớn, chỉ có hai bài học thôi nhưng nó cực kỳ giá trị, mình khuyên anh em nên đọc và nên nghiền ngẫm với nó. Trong hai bài học này mình đã mất rất là nhiều, mình đã mắc rất là nhiều sai lầm và mất rất là nhiều tiền ở trong này ha. Và cuối cùng thì một chút tiền cho quảng cáo trước khi kết thúc cái video này, thì nếu như anh em muốn tìm hiểu về cộng đồng Live Việt Nam Alpha Aerobe Research của mình, đây là cộng đồng dành cho những anh em không có thời gian để mà tìm hiểu theo dõi nè, không có biết cách để research để mà đánh giá những dự án, không biết cách làm Aerobe, hoặc là đơn giản anh em lười, thì anh em có thể tìm hiểu. Đường link mình sẽ để ở phần bên dưới mô tả của video này luôn ha. Và nếu như anh em thấy video này có giá trị thì có thể ủng hộ bằng cách là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, để lại những cái bình luận, nhận xét ở bên dưới video. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những cái video sau.